Tiếp tục bàn giao quận 1 Gencha nè. Gencha 47 Đắk Lắk, 34741 là bàn giao cho cô chú anh chị ở nơi hiên bên Đắk Nông. Sáng cô chú anh chị đi taxi qua đây lấy nè, cô chú anh chị. Ở Trần Anh bán cái giá, một cái mức giá cũng cực kỳ hợp lý. Nói chung là anh đã chạy thử xe rồi, anh kiểm tra rồi. Rất là ok luôn. Nhưng hai cô chú cũng lớn tuổi rồi. Nhưng người ta cũng thật lòng lắm bà con. Cái gì cũng vậy, sự thật thì cũng phải là đi đôi là hàng đầu, và mình có phải có chữ tín nữa nha cô chú anh chị nha. Muốn làm ăn nên hay bất cứ thành công một cái gì đó thì mình cần phải thật trước bản thân mình đó. Rồi sau đó là phải thật với khách hàng. Hãy thật với chính bản thân của mình trước lại nha cô chú anh chị. Được chưa? Đó, xe này thì Trần Anh tải trên clip thì chú qua chú coi xe chả có gì mà phải chê cả. Máy móc thì nãy giờ chạy thử hết toàn bộ rồi. Giờ Trần Anh bàn giao mẫu Gencha 28 lên form Marvel cho chú nè. Đây nè. Hai của chú này xa lắm, 120 cây qua tới Trần Anh. Hai cô chú lớn tuổi rồi. Giấy tờ mua bán là xong xuôi hết rồi cô chú chị. Đây là giấy tờ mua bán nè. Đây bà con nè. Ở bên em đang bàn giao đếm lúa, bàn giao cho chú với cô đây. Có vậy thôi bà con. Anh chị thấy bên Trần Anh ông ra xe nào khách cũng mua hết. Cứ ra xe nào khách về, khách coi clip xong khách lên khách mua. Chậm lắm đấy, bán xe chậm lắm là một con xe mà đậu ở trong salon á, chậm lắm là 3 ngày. Còn ngoài ra nếu mà nhanh hơn thì đăng cỡ tầm 15-20 phút là khách chốt cọc rồi. Được cái người ta tin tưởng mình. Tại vì cái kênh mua bán của Trần Anh có nói thật với bà con là kênh mua bán từ xưa, là thương hiệu từ xưa đến giờ rồi. Kênh lớn mà, đâu phải kênh nhỏ đâu. Kênh cả được 100 hơn 100 mấy chục ngàn xúc rồi. Nó kinh lớn bao nhiêu năm rồi mới tạo dựng được, chứ mình không thể nào mà mình đánh mất được cái thương hiệu của mình nha cô chú anh chị nha. Và cái thứ hai thì Trần Anh cũng muốn nhấn mạnh là những cô chú anh chị nào chốt cọc cho em mà không lấy, Trần Anh sẽ không bao giờ lấy tiền cọc của khách. Đó là nói như vậy. Trong thời gian 4-5 ngày quay đầu, nếu khách đổi ý, khách cọc bao nhiêu Trần Anh sẽ trả lại cho khách bấy nhiêu, không lấy khách 1.000 nào nha cô chú anh chị. Và đồng thời chưa hết, bên Trần Anh còn hỗ trợ cho khách rất là nhiều những cô chú anh chị nào gặp khó khăn á. Chứ bà con bây giờ những cô chú anh chị nào nhà nông, bà con tìm tầm trăm mấy thôi, tuy ra nó ít tiền với bên Trần Anh thôi, nhưng mà đối với những cô chú anh chị làm vườn làm rẫy nó cũng cả một tài sản luôn. Thì bên em cũng hỗ trợ cho anh chị thiếu 20-30, không có lãi suất gì hết. Cái đó là cái tình cảm thôi. Bà con biết từ trước đến giờ Trần Anh hỗ trợ hơn 3 tỷ rồi, mà khách gọi cho Trần Anh nó toàn là từ chối máy với lại khóa máy trần cuộc gọi không. Đó, nói chung là làm tất cả cho cô chú anh chị rồi đó. Vậy thôi, nhưng mà cũng không quan trọng đâu, không sao đâu. Làm ăn mà cô chú anh chị, quan trọng mình cứ phải đặt cái niềm tin của chính bản thân mình dành cho khách hàng đi, rồi người ta tự động người ta sẽ cảm nhận. Nói chung cũng có một số anh chị là khi mua xe thì rất là ok, nhưng mà khi mà đến thời gian mà trả tiền cho bên Trần Anh thì khóa máy, đổi sim, thay đổi số điện thoại luôn anh chị nha. Đó là vậy. Đến giờ nói chung là mấy tí bạc có lấy được đâu. Cũng có một số anh chị là cũng trả tiền cho Trần Anh, còn một số cũng không trả tiền à. Đó là em đã chia sẻ rất là thật ở trên kênh rồi đó, nhưng mà không sao đâu cô chú anh chị ạ. Mình làm ăn mà. Tất cả cái gì cũng vậy cô chú anh chị, cho đi không cần phải nhận lại nha. Nhớ một câu, cho đi không cần phải nhận lại đâu cô chú anh chị nha. Đó là cái tâm của mình thôi. Đó là mẫu C5 2019. Bà con mua mẫu này có 730. Đây bà con nè, 730 với mẫu C5 bản đá cốt, bản luxury bên Trần Anh. Đó, màu đỏ 1 đô. Rồi, xong rồi đó, bàn giao cho chú rồi. Rồi, ra hướng dẫn cho nắp xăng chú ạ. Chú ơi, cháu chào chú nha. Chú có lời gì nói không chú? Chú cũng cảm ơn cháu, tại vì dạ, là trường hợp và thiếu rồi cháu cũng vẫn cho thiếu. Vâng, chú rất cảm ơn. Dạ. Chú qua chú coi cái xe bên Trần Anh thì chú thấy, và cái xe Trần Anh tả và chú chạy thử, chú thấy có đúng như lời cháu nói không, có sai gì không chú? Tại vì là chú vừa theo dõi kênh của cháu rất là nhiều rồi. Dạ. Hôm nay thực tế trải nghiệm thì đúng xe như y như là tả trong cái dạ, đoạn quay phim đó. Vâng, thì chú bên Đắk Nông đúng không? Dạ rồi, thôi giờ chú về, thì chú về nhớt mới rồi chú cứ về chạy thôi.
còn chạy thời gian chén cô chú quay là bán lại cho cháu nha. Đây coi kia đây. Dạ, cứ lỗ mơ tầm 20 triệu quay đầu là đó, cho lên đường. Đó bà con, đó là lời của khách nói đó. Xe này thì 207 nó giảm xuống cô chú anh chị kịch giá rồi, xe này lỗ luôn rồi. Đợt trước của Ford Everest nó đang còn hoàng kim và anh mua cao, bây giờ xả xuống còn có 220 207. Thôi vậy thôi bà con. Chia sẻ hết mức với bà con rồi đó. Tiếp tục vẫn hỗ trợ trả góp cho cô chú anh chị nha. Chơi vậy đó, nó mới vui. Vẫn hỗ trợ cho những cô chú anh chị nào thực sự là khó khăn, muốn một cái xe che nắng che mưa đi thì hãy liên hệ đến Trần Anh. Trần Anh thì tiền không có, cái gì cũng không có, nhưng mà được cái Trần Anh có cái tình thôi. Cái tình với cái tình giữa con người với con người, mình cho nhau được cái niềm vui tiếng cười nha. Mình không có gieo tiếng ác cho bất cứ một ai hết đó, và cũng không bao giờ đụng chạm tới bất cứ một ai. Mình cứ làm đúng cái lương tâm. Và quan trọng là mua bán xe là mình phải tả thật. Phải tả thật, đừng có tả gian người ta, người ta tới người ta chửi mặt mình đó. Đó là vậy thôi cô chú anh chị ạ. À, được cho bà con. Nó còn mấy xe Lanos thì có mấy chục triệu nè. Lanos này thì có 50 triệu. Ở đợt trước anh cũng đăng rồi, bán cái xe này nói chung là mua 40 rồi, về dọn dầm sơn cái kiểu đi chắc bán được lời chắc cỡ 4-5 triệu gì. Đây nè, Lanos đó bên Trường Anh cũng dọn đẹp hết rồi, có 50 triệu. Em này trước kính bóng sau quay tay nha, được cái máy móc ok luôn. Mẫu này kể cả bà con chạy thời gian, bà con chạy 2 tháng 3 tháng bà con bán là Trường Anh cho bà con lỗ đúng 15 triệu, được chưa? Coi như là 35 triệu quay lại đây Trường Anh thu luôn, bất cứ giờ nào, đừng có đi tông va cứng đụng mà được. Còn Ford kép, Ford kép 23 một chủ từ đầu nó có 300 mấy. Ford mới màu trắng nha, nước sơn đẹp lắm, được cái màu rất là đẹp, màu trắng ngọc trai, nước sơn cực kỳ là ok rồi. Ford mới hết toàn bộ rồi cô chú anh chị, nồi thất option ở trong ghế nỉ nè, có 300 mấy chục chai thôi. Và con sở hữu ngay cái mẫu Ford bên Trường Anh ô tô rồi. Em là gầm cao máy thoáng dẫn động toàn bộ hệ thống cầu sau khoảng AT số tự động nha, 79 cánh hòa. Đó là hôm nay Trường Anh là bán rất là nhiều xe rồi cô chú anh chị ạ. À, hết xe rồi bà con, thấy salon hết xe rồi còn xe đâu, được chưa? Cái đó là cái uy tín thôi. Đó, uy tín thì làm nên tất cả bà con nha. Đường không đi chắc chắn cái con đường nó bịt mù cỏ dài luôn bà con cô bác ạ. À, mà người chúng ta mà không giao lưu bắt tay uống cà phê giao lưu qua lại thì cuộc sống này như thế nào à, mãi mãi sẽ không được bền lâu, ok chưa? Đó bà con, cô bác nó đam mê mẫu nào thì alo cho em. Pajero mới về nè, giá có 100 mấy rồi. Con này giá 180 mức 10, 170. Xe này xe của ngân hàng đây, xe đẹp lắm, ra tên tư nhân chủ rồi nha, 4 vỏ mới 100% luôn. Đây là mẫu Pajero nè, Trần Anh đã đăng clip rồi, hai cầu mà nhìn cái cầu đó lạ lắm. Đây là cầu nè, anh chị nè, dẫn động 4 bánh nè, dẫn động 2 bánh trước, dẫn động 2 bánh sau nè, 4 bánh toàn thời gian luôn bà con nha. Số tự động à, số sàn hai cầu chứ, xe đẹp lắm. Bay rồi lên kính rồi trời, gầm cao mấy thoáng. Em này uống xăng 14-15 lít báo luôn đi, được chưa? Tính em là không có thích giấu. Xe có sao nói vậy. Táo Bajero thương hiệu Mitsu Nhật, 204 là form mới. Form mới rồi chứ không phải là form cũ. Form cũ sẽ có cái mùi nó là lưng gù. Cô chú anh chị phải hiểu form mới và form cũ. Anh chị thấy cái nóc capo nó sống không? Đây là nóc capo nè, nó có những cái đường sống gân nè. Đây cô chú anh chị nè, đó nó chạy nè. Đó là form mới hết toàn bộ rồi nha bà con nha. Chủ nhà thay 4 cái vỏ mới tinh. Bà con mua về đi rẫy đi rừng đi off-road là mẫu này là vô địch. V6 mạnh hơn tất cả các dòng xe, kể cả Forerunner, Mitsubishi, đồ đạc nó bền lắm. Ngược lại nó làm tầm 15 lít. Nha cô chú anh chị nha, hai cầu. Đó đam mê mẫu này thì alo luôn cho em. Thôi Trần Anh về, Trần Anh ăn cơm đi, nó buồn quá. Vậy thôi bà con. Nói chung được cái cô chú anh chị cũng tin tưởng mình, nói chung là người thật việc thật, mà mua cái gì mua bán cái gì cũng phải thật thà, mình đừng có gian là được, anh chị hiểu không? Không có nên là mua bán là không có nên gian dối. Đó, sáng nay bàn giao hàng loạt xe cho khách rồi đó, tả xe chuẩn là ok, không phải suy nghĩ nha bà con nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho channel bên Trần Anh nha. Trần Anh chúc bà con cô bác có một buổi trưa
vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Luôn luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống bà con nha. Em khép lại chương trình tại đây này thôi. Trần Anh, see you and goodbye.